Hello anh em và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Please, please, please. Don't put them right. À. Chế độ gì nhỉ? Một chế độ gì không? Ok. A break is one thing. My ego is another. Embarrass me. Ai. Liềm đoạt mệnh à? Một, hai, này, ba, này, bốn này. Xem này đi. Bring me to tears when I just didn't make up so nice. Heartbreak is one thing. Chắc mình bán hai cái này đi là vẫn đủ nhỉ. 8 vàng là 19 mà. Khá nhiều tiền anh em. I beg you to embarrass me. Len, quẹo con hai quý len cũng ngon nhỉ. Cần mình bán Vio đi nhá. À không, mình bán chắc là bán Vio đi rồi. Cần mình bán Amili. Ayate, sách thánh không? Truy hồn này. Khỏe đấy. Hơi dở cái quả up cấp sớm này, ra nhiều bạn đánh chuỗi thua quá thì cũng không cần thiết phải up cấp sớm quá anh em ơi. Gặp bạn này hơi hơi căng, đậu nành hơi căng. Cái gì này? Cái gớm vậy? Bán thần à? Anh em thích con lau hơn anh em, thích con lau với. Oh, I'm asking baby. To another dimension opens now. Khỏe thế nhỉ. The door to another. What is my target? Mày thế. Chơi game chỉ mày. Mày đi mua đi. Có liềm mà liềm mình chắc chắn mình chơi cung chơi thú gì thôi. Nếu mà không ra đồ đẹp quá. Please, 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 don't pollute them right. The sun shall vanquish darkness. Please, 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 don't bring me the tears when I just did. My makeup's so nice. Bị tín quá anh em ơi, bị tín quá. Xem ra tướng gì mình đánh tướng đấy. Ui. Xem ra gì mình đánh đấy thôi anh em ơi. Ra mọi thứ à. Gì cũng ra. Cần mình bán con Gindu đi nhá. Giữ hai con thú này lại thì mình chơi này. Kết tạm thời vậy thôi.
Vậy. Please, please don't bring me to tears. When I just did my makeup so nice. Break is one thing. My ego's another. Tại anh chơi thú nhiều rồi mà, hoặc làm trận cung nhá. Chơi thú nhiều. I'm back, you don't embarrass me. Trời ơi, mình có muốn thế đâu. Người cố ý đâu. Ghim lại phát nhá, mình không nhớ cùng lắm. Dạ bán tặng Moman đi được không? Dạ mình định bán con rat này đi, mình cho nó con cung thủ này vào nhưng mà thôi thì rat 2 đánh cũng ngon, rat 2 cũng khá là khỏe. Nhiều bán thần không? Hai bạn bán, ba bạn bán thần. Thì thấy ba bạn bán thần thì có thợ săn quỷ cũng ok. Ok một chút thôi. Không ai có cung đúng không nhỉ? Một thương bắt đáy bên kia rồi không? Hai thương bắt hai bên rồi. Heartbreak is something. My ego is another. Khi mà cái Noma này trâu quá nhưng mà mình chưa gì đã cùn cái súng này. Bây giờ có lẽ là này giữ Noma lại. Noma lại khi thắng trận đấy không? Nào mất cái trận thắng là mong bắn floor đi luôn. Windu 2 vào. Thương bạn bên kia rồi này. Hai thương ở bắt bên kia hết anh em ơi. Hai thương ở bắt bên kia hết thì di tướng một tí không. Chưa voi nhỉ? Mấy bảy con voi thôi anh em ơi. Phải nói. I don't have good judgment. I don't have good taste. Poison is ironic. Feel that way. Trước mình cũng thấy bạn đánh này, em bạn này có ngọc đại. Kể ra nếu mà bây giờ anh em có một chương hải thần thì anh em có thể chơi voi xong rồi anh em nếu có ngọc đại anh em chơi con crack này vào cũng được. Trong lúc mà anh em chưa có quy sẽ có một con cầm ngọc đại cho anh em. Thấy cũng khá là hay ấy chứ. Oh, asking baby. Don't prove them right. Chưa có con nam kia. Please, please, please don't bring me to tears when I'm tempted. My makeup so nice. Thương này bên kia hết rồi anh em một lần mà đấy. Chơi game thần này đấy. Em thử quên chết trước này. Thế còn xem lại vào đây.
Break is one thing, I ain't another. Red nộ phát em. Đó, đúng rồi, ngon đấy. Không ngon lắm, con này truy hồn, con nào truy hồn nhỉ? Nó man rồi không thắng được nhỉ? Khỏe thế là ta. Cái này luôn anh em ơi. Cho tạm grab nhé. Con voi 1 thì mình chưa muốn cho vào lắm. Voi 2 mình yên tâm hơn. Chơi góc bên kia được anh em ơi. Phong xin đôi à? Má nó bực thế nhờ. Thường thiệt này cứ đổi chỗ theo góc của mình anh em ơi. Chạy góc nào đấy cứ đổi sang chỗ ngược lại à, mực ghê. Đây gặp bạn này. Giờ kia chắc không thổi được đâu. Bên kia thổi xấu này, ok này. Vét nộ được, hơi xấu này. Ngắt được chuỗi thua ở đây anh em ơi. Front of me. Aim. I am the ghost walker. I am heaven's will. Would you break it off? I am the ghost walker. Make me hate you horrifically. Chắc quét nổ được pha này đấy. Phát cũng khá đẹp đấy. Hơi hơi đẹp. Peronuti một phát đẹp này. Kịp. Đi đu công ty. Ôi 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 mày quá. 16 lên luôn không nhỉ? 16 lên luôn nhé. 14, 16 vừa đủ này. Bạn này bay đi. Con 9 con voi 10 con giáp bồ mệnh hay giáp ga nhỉ? Thêm giáp A cho con voi cũng được, hay thêm một giáp bồ mệnh cho con cát. Đang lấy gai A cho voi không? Nhiều phép không? Dễ lấy gai A cho con voi hơn. Lấy giáp bồ mệnh cũng ngon.
Cân nhắc ghê anh em. Mạnh đi. The sun shall vanquish darkness. The sun shall I will see my destiny to the end. The sun shall vanquish darkness. Nó sắp ngày ra ngon hơn rồi. Phải trầm toán quá. Theo công ty phát đẹp này chứng minh là giáp của tại một chứng minh giáp của mệnh có ý nghĩa đi. Hey, hai con hai góc nhỉ, theo góc bên kia không? Cẳng đấy, cẳng thì con voi hai đây anh em mới không đi nữa. Ra rồi. Trồn đẹp thế nhỉ. Ok, tạm thời con voi 2 rồi này. Thiếu con bên kia, Dashi. Nhìn Dashi đã anh em mới không quên. Sẽ ngủ mày ơi. Chúng ta sẽ eco lên một chút thôi nhé. Khá nhiều sát củ. Cắt xuống đáy bên kia, thêm xuống đáy bên kia. Quét nộ, con cắt nộ. Thêm xuống đáy à. The sun shall vanquish darkness. The rules around me. Tèo ba con này ăn hiếm tèo. Thôi bây giờ eco lên 9 nhá, giờ mình tìm Richter, tìm Quy, tìm nhiều lắm. Ờ, bây giờ lại ước gì có con Dashi. Tìm Dashi đi. Để cho Richter đứng cạnh con voi anh em ơi. Và nó bút thêm 20 mana để cho nó sống. Richter có thêm 20 mana xong rồi nó xuống đốt luôn. Ok. Thì mình kêu sang bên kia. Đây chắc này thôi. Này đây đây. Này đây Richter phải đi. Không được. Để đây đi.
Rồi giờ thì con quy ở con cát thôi đúng không? Con cát chắc mình đã cho vào anh em ơi, con cát này không sách thánh, không có gì cả, nó rất một mệnh. Giờ mình sẽ chơi Victor một chút nữa. Ủa, tăng sao hả anh em ơi, có Yon 3. Chúng ta mới Yon cơ. Mới Yon mình đang cầm tận 6 con, hay mình cứ roll lên Yon 3 từ từ xong rồi mình chờ con voi 3 nhỉ. Mình sẽ được có được hai con 3 sao uy tín hơn. Voi 3 của Yon 3 cũng uy tín. Roll thêm không? Yon 3 rồi này anh em ơi. Còn 10 con Yon anh em ơi, thôi chờ chút nhé, chúng ta lại cố gắng để chúng ta lấy cái top cao hơn. Bây giờ mình cũng chưa hấp hối lắm, bây giờ mình cũng đang còn khá nhiều máu nha, hơi tự tin đánh một chút. Không có thánh đồ nhỉ, một thánh đồ cũng hơi lo. Hero rồi đấy, ulti được ngon. Mới ăn voi mình cần 4 con, 3 con nữa, 3 con nữa được. Để mana nhá, thì xét thánh nhá. Thời cho voi á. Voi ulti luôn này. Thánh cho con teo cũng được, nhưng mà mình đang nghĩ tầm này cho con voi ulti luôn sẽ yên tâm hơn. Thêm một tướng nữa, chỉ thêm QC vào cũng được nhỉ, thêm QC vào đi, xong mình sẽ cho con teo cầm sách thánh để nó ulti. Bây giờ thì mình không cần, mình cần con voi mình ulti luôn, như thế kia là đủ 80 mana con voi ulti được luôn, chứ con teo một thì nó cũng cùn mà. Và yên tâm hơn. À, còn vọt cát này sống lâu lâu thật đấy. Hai cái truy hồn đâm vào đầu nó không chết kìa anh em ơi. Ok, bạn này đi. Hai tây nhiều đam à. Cái luôn được ấy, nhưng mà mình cũng cần thiết lắm nhỉ. Đánh tiên khá là yếu ấy. Thánh đồ mình cần con thánh đồ nữa. Thế mình thêm một dạng con thánh đồ, không cần con QC vậy. Một thể nào tăng sao vẫn đang tích cho con Yon này. 7 con Yon mình cầm hết mà anh em ơi. Mình sợ đấy. Con voi. Voi ở giữa đi. Ui, này dễ đấy. Voi bên kia ngon. Giờ giống lại thổi vào chéo góc này rồi. Làm sao anh em ơi? Vinchana. Theo dạo gần đây mình mới hơi để ý cái chỗ mà để chỗ con voi ấy. Thường mình cứ hay để giữa bởi vì cảm giác để giữa nó sẽ ulti miễn nhiễm cho cả dàn được ấy. Mình cảm giác nó không khác nhiều ấy. Nên là mình nghĩ để ra góc một chút để điều hướng, nếu mà mấy con rồng mà không có thương ấy thì sẽ điều hướng mấy con rồng đấy, nó thổi lên ta lên tinh là cũng khá là có ích anh em ơi. Đi yếu nhỉ, chờ thêm vòng nữa đây, khả năng mình dễ thắng rồi, nhưng mà chưa chắc thắng, chưa chắc thắng, nhưng mà mình sẽ cố gắng để lấy con cả con Yon 3 cả con voi 3 nhé, đấy là mục tiêu của mình anh em. Ok, Peter đốt được này, Yon sấy được đẹp này, Aeron ulti được này,
Red nộ được nhưng mà con voi mới ulti được. Con cát này sống đến sáng mai rồi. Hai con cát hay sách thánh à? Ghét nhờ, trông ghét nhờ anh em nhờ. Không làm gì luôn mà phải có thánh đồ anh em ấy. Phải làm một tí thánh đồ đấy. Một tí thánh đồ đấy. Để cho tạm này lên đi. Không biết cho con gì lên anh em ơi. Tạm cần một tí thánh đồ anh em ơi, chắc phải bỏ con Victor đi thôi. Mình sẽ bỏ con Victor đi thôi. Trừ khi pha này có thể tăng sao mình cho Victor nữa mà nào. Không thì chắc là thôi. Voi chắc dễ được voi 3 thôi. Yon thì sắp lên rồi. Không có tăng sót nữa mình sẽ bán Victor đi luôn nhé. Hướng này và hát này. Đây ngon hơn. Ba rồi đúng không? Thiếu con quy đúng không? Trước đây là con voi 3 anh em ơi. Đã đang chơi con voi 3. Nhưng khả năng mình vả hai bạn trận này là mình làm trận đấu kết thúc rồi anh em ơi. Dễ mình vả hai bạn lắm. Trận đấu kết thúc rồi anh em. Ta tìm con voi 3 luôn nhé. Có voi 3 này. Voi 3, Yon 3 vẫn đầy đủ. Nói chung cũng đầy đủ. Mình thấy đội này vẫn khá là khỏe. Nên là mà anh em ra đồ mà không ra mana, không ra gì, ra mỗi giáp phòng bệnh và truy hồn và các thứ thì anh em có thể đánh đội hình này khá là ok nhá. Thôi anh em ơi, thì mình đến đây kết thúc rồi. Thì cứ chuyển hãy like, subscribe, comment ở phía dưới những góp ý các bạn có thể phát triển kênh nhé. Ok, bye bye.